Huấn Hoa Hồng nghẹn ngào không cầm được nước mắt trong ngày dỗ đầu của bố. Hello, xin chào tất cả các nghe thật phải đáng chào, xem chào, rồi. Chị, cô gì, chú bác. Xin chào tất cả mọi người hữu quý Huấn như một thời gian qua. Dạ. Hôm nay thì cũng là 23 Tết và ngày 25 Tết đây là cũng là bố Huấn cũng mất được chồng một năm. Thế là Huấn cũng đã mất bố được chồng một năm và bố cũng rời xa Huấn được chồng một năm. Lý do là Huấn mất bố là bố của Huấn đang khỏe bình thường. Rồi tự nhiên mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Khi ung thư thì không còn một cách. Cái lý do của Huấn mất bố. Bố vẫn đang khỏe bình thường. Thế là sau ung thư giai đoạn cuối. Huấn chỉ ấn hận mà. Mình chỉ ấn hận đúng rất một điều. Mình chỉ ấn hận một điều là vì lúc bố mẹ còn khỏe, Huấn mãi kiếm tiền quá, vì tiền quá, vì sự nghiệp quá. Lúc bố còn khỏe thì Huấn không chịu khó đưa bố mẹ đi khám định kỳ, không thường xuyên quan tâm đến gia đình. Cũng chỉ vì hai chữ tiền và sự nghiệp. Thì khi mình đã có tất cả rồi thì đã mất đi người bố rất là nặng. Nên mình có vài điều mình muốn gửi cho tất cả các bạn trẻ và tất cả mọi người yêu quý của mình. Những ai còn gia đình, những ai còn bố, còn mẹ, còn gia đình thì mình nên quan tâm đến gia đình, quan tâm đến bố mẹ, quan tâm đến những người sinh đẻ là mình, những người mà thường xuyên quan tâm đến mình, đặc biệt là bố mẹ. Thì các bạn hãy quan tâm đến sức khỏe của mẹ, quan tâm đến mọi thứ. Đừng cứ để đến một ngày nào đó khi các bạn mải kiếm tiền quá, mải sự nghiệp quá, mải tiền vẫn phần lắc hai cái ô tô ở đây luôn mà. Kết quả xe Lamborghini Next Level ung thư ạ, mặt cười, xe Sida sơn vàng dán logo Lambo lên. Lambo Việt. Quan trọng nhất đối với mình bây giờ là bố và mẹ. Xã hội này có thể, xã hội và anh em có thể bỏ rơi bạn, nhưng một nơi đó là gia đình thì không bao giờ bỏ rơi bạn, bố mẹ không bao giờ bỏ rơi bạn. Các bạn trẻ hãy cố gắng và hãy lấy mình ra làm tấm gương, đừng có để một ngày có tất cả dụng xe, có tất cả mọi thứ. Vẫn phải có tất cả xe đấy. Cái đít. Cái đít. Để một ngày có tất cả dụng xe, có tất cả mọi thứ. Tiền. Bây giờ đến. Bây giờ đây này. Bây giờ đến. Đít mà. Đừng có để một ngày có tất cả dụng xe, có tất cả mọi thứ. Tiền. Bây giờ đi. Tiền bây giờ. Vì ôi bạn cắt. Bây giờ thì cũng có tất cả. Bây giờ tiền thì có, xe có, mọi thứ có rồi. Nhưng mà người bố mất đi. Này tiền đây này. Cắt bịt. Đây là mong các bạn trẻ hãy nhìn tấm gương của mình và hãy cố gắng sống thật tốt, hãy quan tâm gia đình mình hơn, hãy quan tâm bố mẹ hơn. Cảm ơn tất cả các bạn luôn quan tâm theo dõi Huấn trong một thời gian thầy giải trí và các dài bị các bạn nhờ tất cả mọi người quan tâm chia sẻ giúp đỡ Huấn có được ngày hôm nay. Cái video này Huấn làm ra không phải để có ý nghĩa gì cả, hôm nay cũng rất là tâm trạng, ngày mai cũng là dỗ bố Huấn, hôm nay là Huấn về ra mộ bố. Thầy nói em buồn quá thầy ơi, em nói thật với thầy. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người nhé. Ôi buồn vãi à, lột đấy, địt mẹ. Nội ơi. Xem có clip của thầy mà nó cảm động vãi cắt địt mà. Lâu nơi tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nơi tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Theo là Huấn Hồng đi lại với các em. Các em nghe đấy. Huấn Hồng và Linh chân dài Phạm Thị Ngọc Linh. Hôm nay sẽ đi review bản cắt cắt trong chỗ du lịch đẹp. Anh mình phải thăm thách rồi. Bây giờ mình sẽ đi quay cụ thể ở dưới đây này. Không. Mẹ của
của các em thôi. Wow. Là tổ chức cưới cho em vài các bộ trang bị đi. Đấy, mẹ hôm là đã thành công tốt đẹp đấy. Anh Phú là đứng ra tổ chức cho hai em rồi. Ôi, hôm qua Hoàng Thụy về đêm qua có tâm sự với tôi, nói rằng là chị ơi, gia đình nhà em là cảm thấy là mát mày mát mặt, mà không gia đình nhà mày là không những mát mày mà còn phải được tắt nước vào mặt luôn ấy, bởi vì mát quá mọi người hiểu không. Đến cưới Phú Lê còn chẳng to được như thế chứ uống chi, đúng không mọi người? Mọi người chia sẻ đi. Thì mọi người ơi, nhìn được cái áo chứ cái dây là phải chịu mọi thứ nó matching với nhau rồi nhá. Cái việc như này cày vào luôn, tương đối là lớn luôn. Ok Linh, thì đến nay thì có thể nói là không về... anh không hợp này đâu. Thì mà để mà đéo có siêu phẩm thì chắc cái đi mai em cái loài người ở trên cuộc đời này hết con mai em rồi à.